Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Phân tích Tài chính của tôi, Lưu Mạnh Thắng. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái chủ đề có liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp và những cái quyết định quản trị tài chính, quản trị doanh nghiệp của nhà quản trị. Và cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là những yếu tố chi phí có ảnh hưởng đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì có 3 cái yếu tố chi phí trọng yếu sau đây mà bất kỳ một nhà quản trị doanh nghiệp nào cũng cần phải quan tâm đến 3 yếu tố chi phí này. Đó là yếu tố về chi phí về nhân công, yếu tố chi phí về khấu hao tài sản cố định và các khoản chi trước, và cái yếu tố về chi phí về giá thành. Đó là 3 yếu tố chi phí trọng yếu ảnh hưởng đến cái cơ cấu chi phí của một doanh nghiệp, và nó ảnh hưởng đến cái thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Tại sao nó lại ảnh hưởng đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp? Bởi vì chi phí của doanh nghiệp là những cái yếu tố trực tiếp độc kết tinh ra cái lợi nhuận của doanh nghiệp. Doanh thu trừ chi phí thì ra lợi nhuận. Và đây là 3 yếu tố chi phí trọng yếu nó ảnh hưởng đến cái kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là chi phí nhân công, chi phí khấu hao tài sản cố định, các khoản chi phí chi trước và giá vốn của cái hàng hóa chúng ta kinh doanh. 3 yếu tố chi phí này là 3 yếu tố chi phí trọng yếu nó kết tinh ra cái lợi nhuận của doanh nghiệp. Và cái lợi nhuận của doanh nghiệp là cái cơ sở để chúng ta thực hiện việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Lợi nhuận nhân với thuế suất thì ra thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Do đó, việc chúng ta quản trị tài chính, quản trị chi phí của doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng, một trong những yếu tố cần thiết của nhà quản trị. Và cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi chia sẻ với các bạn cái yếu tố chi phí thứ hai. Đó là yếu tố chi phí về khấu hao tài sản cố định và các yếu tố chi phí liên quan đến chi trước. Ở cái video trước đây, tôi đã chia sẻ với các bạn cái yếu tố về chi phí nhân công. Nếu bạn chưa xem thì hãy quay trở lại video trước để xem cái video trước tôi chia sẻ với các bạn cái yếu tố về chi phí nhân công trong cái chi phí của doanh nghiệp. Còn cái buổi chia sẻ hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn chi phí khấu hao tài sản cố định và chi phí chi trước ảnh hưởng như thế nào đến cái kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, và nhà quản trị cần phải xử lý như thế nào, cần phải ra các quyết định quản trị ra làm sao để chúng ta phản ánh chính xác, phản ánh đầy đủ cái chi phí khấu hao, chi phí chi trước của doanh nghiệp, đảm bảo chúng ta tối ưu hóa được cái thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong một năm. Chúng ta không phải là những doanh nghiệp hoạt động trốn thuế, tìm cách để trốn thuế, mà chúng ta làm sao để chúng ta xác định chính xác cái chi phí của chúng ta là một cách hợp lệ, đúng theo quy định của luật. Và khi chúng ta xác định được chi phí của chúng ta một cách chính xác, một cách hợp lý, một cách hợp lệ, thì lợi nhuận của chúng ta phản ánh một cách chính xác. Lợi nhuận của chúng ta phản ánh một cách chính xác thì thuế thu nhập doanh nghiệp của chúng ta phản ánh một cách chính xác, và khi đó chúng ta không rơi vào cái tình trạng khi cơ quan thuế thanh tra phát hiện ra chúng ta nộp thiếu và phải truy thu và phải nộp phạt, thì đó là những tình huống bất lợi cho doanh nghiệp của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến cái uy tín của chúng ta với các đối tác, ảnh hưởng uy tín của chúng ta với các cổ đông và với cán bộ công nhân viên trong công ty của chúng ta. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể xác định được, chúng ta xây dựng được ra một các cái nguyên tắc, các cái quy định trong việc xác định cái chi phí khấu hao tài sản cố định và chi phí chi trước của chúng ta một cách chính xác? Thế điều đầu tiên là chúng ta cần phải xác định được cái chi phí khấu hao tài sản cố định trước. Tài sản cố định đó là những cái tài sản mà tạo ra cái năng lực, cái quy mô cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta, đặc biệt là những cái doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất hàng hóa. Tức là chúng ta phải có nhà xưởng, máy móc, thiết bị để chúng ta sản xuất ra các cái hàng hóa, các cái sản phẩm để chúng ta cung ứng ra thị trường, giải quyết cái vấn đề của thị trường, thì đó là tài sản cố định của chúng ta. Và khi chúng ta có cái tài sản cố định, có cái hệ thống tài sản cố định, thì chúng ta cần phải xác định được cái chi phí khấu hao của chúng ta một cách chính xác, một cách hợp lý. Nếu chúng ta không xác định được chính xác cái chi phí khấu hao của chúng ta một cách hợp lý, một cách đầy đủ, thì chúng ta đã làm cho quá trình quản trị chi phí của chúng ta nó không tối ưu hóa được cái lợi nhuận để chúng ta nộp thuế thu nhập doanh nghiệp một cách chính xác. Vậy làm sao để chúng ta có thể xác định được, thì chúng ta cần phải rõ ràng trong cái danh mục tài sản cố định. Tức là toàn bộ cái danh mục tài sản cố định của chúng ta khi đem vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì chúng ta cần phải rõ ràng về mặt hồ sơ. Rõ ràng về mặt hồ sơ có nghĩa là gì? Nếu chúng ta mua sản hàng hóa, chúng ta mua tài sản cố định về để thì sản xuất ra cái hàng hóa của chúng ta, thì chúng ta cần phải có hồ sơ liên quan đến cái mua bán
cái tài sản đó. Phải có gì? Phải có hợp đồng, phải có hóa đơn, phải có biên bản nghiệm thu, phải có quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng, để chúng ta xác định chính xác được cái tài sản cố định này của chúng ta giá trị nó là bao nhiêu. Chúng ta mua cái tài sản này, cố định này dùng vào cái mục đích gì, dùng vào cái bộ phận gì, và cái quyết định đưa tài sản vào sử dụng nó thể hiện được cái mục đích sử dụng của cái tài sản cố định này dùng cho cái bộ phận nào, dùng để sản xuất hàng hóa hay dùng để phục vụ cho ban lãnh đạo, dùng để cho quản lý sản xuất chung hay dùng cho bộ phận là phân xưởng. Chúng ta phải rõ ràng trong cái danh mục tài sản cố định, rõ ràng về cái hồ sơ pháp lý có liên quan đến cái tài sản cố định của chúng ta, để đảm bảo chúng ta thực hiện được trích khấu hao một cách chính xác, một cách đầy đủ. Đó là tài sản của chúng ta mua. Còn nếu tài sản của chúng ta được hình thành từ việc góp vốn, tức là các cổ đông khi thành lập doanh nghiệp, các cổ đông góp vốn vào, thì chúng ta cần phải rõ ràng về cái hồ sơ của cái tài sản góp vốn này. Nếu như tài sản đó là tài sản góp vốn, không phải là tài sản mua, khi tài sản góp vốn thì phải có một cái biên bản kèm theo, và cần phải có hồ sơ pháp lý để xác định được chính xác cái giá trị của cái tài sản đó là bao nhiêu, để chúng ta có cơ sở để chúng ta thực hiện việc trích khấu hao. Còn nếu như chúng ta không có những cái hồ sơ có liên quan đến cái việc góp cái tài sản cố định đó, thì trong cái hệ thống sổ sách của chúng ta không thể ghi nhận cái tài sản đó là tài sản của chúng ta, không có đủ cơ sở để chúng ta thực hiện được trích khấu hao, thì dẫn đến là chúng ta không có được chấp nhận chi phí khấu hao là chi phí hợp lý hợp lệ, mặc dù chúng ta có khấu hao tài sản cố định thực trên thực tế có khấu hao, vì nó tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta nên nó phải gì, nó phải khấu hao. Mà khi nó khấu hao mà chúng ta lại không được trích khấu hao thì đó là một cái sự bất hợp lý, nhưng do chúng ta không có được một bộ hồ sơ đó phù hợp để chúng ta ghi nhận đây là tài sản của doanh nghiệp để chúng ta trích khấu hao, thì dẫn đến nó gì, nó gây bất lợi cho doanh nghiệp. Do đó về mặt hồ sơ của tất cả tài sản của chúng ta, dù nó là tài sản chúng ta đi mua hay chúng ta góp vốn hay chúng ta đi thuê, đều phải rõ ràng về hồ sơ để đảm bảo chúng ta ghi nhận cái tài sản cố định đó và ghi nhận cái chi phí khấu hao tài sản cố định đó. Còn việc chúng ta trích khấu hao tài sản cố định, chúng ta thực hiện theo thông tư 45 của Bộ Tài chính, và trong thông tư 45 của Bộ Tài chính, người ta có phân loại các cái nhóm tài sản của chúng ta căn cứ vào cái khung trích khấu hao để chúng ta lựa chọn một cái khung để chúng ta trích cho nó phù hợp với cái đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta, thì đó là cái cách mà chúng ta thực hiện việc trích khấu hao. Còn để đủ điều kiện để chấp nhận cái chi phí đó là chi phí hợp lệ, thì chúng ta cần phải có hồ sơ pháp lý rõ ràng, phân loại rõ ràng trước khi chúng ta đưa cái tài sản đó vào sử dụng. Đó là chi phí khấu hao tài sản cố định. Còn đối với các khoản chi phí trích trước thì chúng ta cũng phải thực hiện cái việc mà rõ ràng về mặt hồ sơ pháp lý có liên quan, ví dụ như là các công cụ dụng cụ của chúng ta, ví dụ như các cái khoản mà chúng ta cần phải trích trước các cái chi phí sửa chữa, thì chúng ta cũng phải có các hồ sơ pháp lý có liên quan để nó chứng minh được rằng toàn bộ cái chi phí đó, toàn bộ cái công cụ dụng cụ đó là phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta, và chúng ta được phân bổ dần vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta. Và đối với các khoản chi phí trích trước cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như là đối với các cái khoản chi phí công cụ dụng cụ, phân bổ công cụ dụng cụ, thì chúng ta chỉ tối đa trong khoảng 3 năm. Tức là đây là gì? Các cái khoản chi phí liên quan đến sửa chữa tài sản cố định của chúng ta, thì chúng ta sửa chữa lớn tài sản cố định của chúng ta, thì chúng ta trích trước vào chi phí, chúng ta trích trên cái tài khoản 212, thì chúng ta phân bổ vào trong năm tài chính của chúng ta tối đa không quá 3 năm. Chúng ta không phân bổ một lần mà chúng ta phân bổ trong vòng 3 năm. Và mỗi một cái lần phân bổ như thế, nó sẽ là một cái khoản chi phí mà chúng ta phải tính vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không rõ ràng về mặt hồ sơ, thì dẫn đến cái việc chúng ta phân bổ cái chi phí này nó không có cơ sở, và khi nó không có cơ sở thì chúng ta không thể nào mà chúng ta thì có cơ sở để chúng ta xác định được lợi nhuận của chúng ta là bao nhiêu và thuế phải nộp của chúng ta là bao nhiêu. Do đó cái hồ sơ pháp lý, tôi luôn luôn nhắc các bạn rằng cái hồ sơ pháp lý nó rất quan trọng, nó quan trọng hơn cả con số mà chúng ta có, bởi vì con số nó không có ý nghĩa gì cả nếu như những cái hồ sơ pháp lý có liên quan nó không đủ cơ sở để chúng ta ghi nhận cái con số đó. Nên các cái hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc thực hiện việc trích khấu hao tài sản cố định của cái tài sản cố định đó, và các cái khoản chi phí có liên quan đến việc chi trước của chúng ta phải có đầy đủ các hồ sơ pháp lý có liên quan để chúng ta thực hiện cái việc phản ánh các cái chi phí này một cách hợp lý, một cách phù hợp với quy định của cơ quan thuế. Thì trên đây là chia sẻ của tôi với cái góc nhìn của một nhà quản trị tài chính doanh nghiệp, chứ không phải là với một cái góc nhìn của một người nhân viên làm công tác nghiệp vụ là chúng ta cần phải làm cái phản ánh gì, mà với góc nhìn của một nhà quản trị là chúng ta cần phải biết rằng chúng ta cần phải
có được cái nguyên tắc gì trong cái vấn đề về quản trị. Và cái nguyên tắc ở đây là chúng ta cần phải gì, cần phải xây dựng ra các cái quy định về các hồ sơ pháp lý có liên quan, để cho các bộ phận cấp dưới khi thực hiện cái việc này, chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ pháp lý có liên quan đến tài sản cố định, đến các khoản trích trước của chúng ta. Và khi chúng ta có đầy đủ các nguyên tắc đó rồi thì toàn bộ các chi phí này của chúng ta sẽ trở thành những cái chi phí hợp lệ, được cơ quan thuế chấp nhận, và thuế thu nhập doanh nghiệp của chúng ta đã được phản ánh một cách chính xác. Đó là cái cách mà nhà quản trị làm, cái cách mà nhà quản trị thực hiện cái nội dung quản trị của mình, chứ không phải là cái cách của những người nhân viên nghiệp vụ làm trực tiếp. Bởi vì với vai trò của nhà quản trị, chúng ta cần phải làm những cái công việc tương xứng với cái vai trò của nhà quản trị, thì khi đó cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta mới có nên để trở nên hiệu quả được. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.